Gen Z Movie xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim mang lại ý nghĩa nhân văn và tràn đầy cảm xúc về câu chuyện đẹp của tình bạn. Trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách càng làm cho tình bạn ấy trở nên mãnh liệt hơn nữa. Nào cùng mình thưởng thức nhé! Đối với ngư dân đánh cá tại vùng biển Riviera nước Ý thì những câu chuyện về thủy quái không còn quá xa lạ đối với họ. Tuy nhiên tất cả chỉ là truyền thuyết cho đến khi họ tận mắt chứng kiến một con thủy quái nhảy qua trước mặt mình. Thì ra những câu chuyện tồn tại về thủy quái hoàn toàn có thật. Đây là cậu bé Luca, một trong những quái vật biển sống dưới đáy đại dương và nơi đây là một cộng đồng gồm nhiều thủy quái tập trung sinh sống. Thế nên Luca cũng có gia đình riêng của mình gồm bố mẹ và một người bà. Một lần nghe bà kể lại về câu chuyện từng lên đất liền gặp loài người rất đáng sợ khiến cậu tò mò hỏi han các kiểu. Nhưng bà mẹ đã ngăn cản và cấm cậu không được lên đất liền vì loài người rất tàn bạo, có thể biến cậu thành cá viên chiên bất cứ lúc nào. Một lần Luca bắt gặp một món đồ lạ từ con người đánh rơi khiến cậu tò mò méo biết là cái gì. Đang loay hoay thì có một thứ như con người tiến lại gần còn hù một cái làm cậu xém tè dầm. Đây là Alberto, cùng là đồng loại của cậu nhưng thích mặc bộ đồ thợ lặn của con người đi hù người ta mới khốn nạn chứ. Đang chạy theo hỏi han thì thấy cậu ta dám bơi lên bờ không sợ gì luôn, rồi còn kéo cả Luca lên theo khiến cậu cũng biến thành hình dáng khác. Vì loài của cậu có đặc tính khi lên bờ sẽ biến thành người nhưng nếu nước chạm vào cơ thể sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Đây là lần đầu trên đất liền nên Luca rất hoảng loạn khóc lóc các kiểu. Một hồi bình tĩnh lại thì cậu thấy trên này cũng mới lạ, rất chi là này nọ đấy. Nhưng do là con trai cưng của mẹ nên cậu nghe lời trở về với mặt nước. Hôm sau vì tò mò nên cậu đã quay lại gặp Alberto và theo cậu ta lên bờ. Lúc này Luca cũng đã quen dần với việc biến đổi thành con người khi ở trên mặt đất, nhưng không biết di chuyển nên nhìn nó hơi tiếu một chút. Sau đó Alberto hướng dẫn cậu cách đi đứng trên mặt đất và cậu cũng tiếp thu rất nhanh, mới tập đã đi lại khá thành thạo. Rồi Alberto dẫn cậu lên chỗ ở của mình tham quan. Vừa vào cậu đã bị thu hút bởi hình ảnh chiếc Vespa của con người, nhưng mà cậu lại tưởng tượng dùng xe Vespa chạy trên mặt nước rồi bay trên không trung nó mới hại não chứ. Vì quá đam mê nên cả hai bắt tay vào tự chế xe cho riêng mình. Đúng xe nhái có khác nhìn vào cứ như xe đồ chơi. Xong xuôi Alberto rủ cậu ra thử xe nhưng mà tên này hình như hết muốn sống rồi hay sao mà đòi lao xuống đó. Luca bảo thôi cậu chơi thế thì chơi một mình luôn đi, sau đó bắt cậu dựng sẵn dốc đợi chơi cái gì mà sao thấy nó cứ mạo hiểm thế nào ấy. Sau đó thả dốc tự do xuống, chưa gì cái xe gãy làm đôi lao thẳng xuống, nhìn mà nó chán không còn gì để nói. Rồi xe cứ nát là lại tạo một cái khác chơi tiếp mà chẳng thấy chơi thành công được một lần nào. Lần này quyết tâm chế cái xe ngon lành hơn rồi bắt con rùa làm bệ đỡ. Lần này cả hai cùng chơi nên nó phải khác bọt chứ. Một phát bay vút lên không trung cuối cùng cũng thành công. Cả hai cảm thấy rất hứng thú vì đã có những trải nghiệm mới mẻ trên mặt đất. Nhưng chỉ chơi xe gỗ như vậy thì sẽ rất chán nên cả hai ao ước được chạy trên con xe Vespa bằng động cơ thật sự. Sẽ rất tuyệt vời nếu cùng nhau đi phượt trên chiếc xe đến những vùng đất tươi đẹp. Rồi cứ nằm mà mơ quên cả giờ về nhà. Lúc này về cậu cũng bị gia đình theo dõi phát hiện cậu đã lên mặt đất, nên bà mẹ chuẩn bị chuyển cậu xuống tận đáy sâu của đại dương và sống cùng ông chú Hugo để giữ cậu an toàn và không cho lên lại mặt đất nữa. Mới nghe kể thôi cậu đã sợ xanh mặt nên quyết định bỏ nhà ra đi. Kể lại mọi chuyện với Alberto thì cậu ta nảy ra ý tưởng sẽ mang Luca đi trốn tới hòn đảo phía xa nơi con người đang sinh sống. Khi nghe sẽ có cơ hội thấy chiếc xe Vespa tại nơi ở của loài người khiến cậu liền háo hức đồng ý. Thế là cả hai quyết định cùng nhau lên đường tới hòn đảo của loài người. Cuối cùng cũng tới nơi họ nhanh trí dùng con thuyền cải trang để cùng lẻn vào bờ. Alberto nhắc nhở cậu cứ hành xử như người bình thường nhưng tuyệt đối đừng để cơ thể bị nước làm ướt. Rồi còn bảo cậu nếu gặp ai cứ nói câu xin chào đồ ngu để giao tiếp, gặp người dễ tính bỏ qua, nên hai đứa tưởng bở còn bảo câu chào này hiệu quả thì cũng chịu. Khi bước vào thành phố thì Luca cảm thấy lạ lẫm và bất ngờ trước vẻ đẹp mới mẻ mà cậu chưa từng thấy của con người nơi đây. Gặp hai bà già, cậu mở lời nói xin chào đồ ngu thì lập tức bị cho ăn đập sấp mặt. Luca bắt gặp những bức ảnh về các loài thủy quái bị con người săn bắt khiến cậu cảm thấy run sợ bắt đầu đòi về. Nhưng lúc này cậu bị thu hút khi tận mắt chứng kiến một chiếc Vespa ngoài đời thực nên quyết định ở lại. Tự nhiên có quả bóng lăn tới chân nên cậu sút chuyển lại thì vô tình rơi trúng ngay chiếc Vespa sang chảnh. Lập tức có một đứa nhảy ra đỡ lấy chiếc xe là thấy sắp có biến rồi. Đây là Econ từng 5 lần vô địch giải bát hương vàng mở rộng nên mới có được chiếc Vespa xịn sò con bò kia. Luca đang mải mê xe đắm chiếc xe thì bị chen ngang còn bảo nhìn hai đứa bay sao có mùi tanh tanh như cá chết thối. Rồi mang họ tới hồ nước tắm cho sạch là thấy sắp bị lộ đến nơi. Đang lúc nguy cấp thì cũng may có mỹ nhân xuất hiện cứu anh hùng. Lạng quạng là bà nhét con cá ươn vào mồm cho giờ. Đây là cô bé Julia đã từng tham gia giải bát hương vàng nhưng về nhì xếp dưới tên Echo này. Cô bé Julia này chuyên giúp đỡ những người hay bị bắt nạt, đặc biệt là những bạn trẻ đang muốn tham gia cuộc đua bát hương vàng.
còn nói thêm cuộc thi năm nay sẽ gồm đạp xe, bơi lội và ăn mì. Vì nghe người thắng cuộc sẽ nhận được giải thưởng gì đó khiến hai người tò mò hỏi làm sao để có chiếc Vespa đẹp giống như kia. Julia nói mơ đi cưng, nếu thắng cuộc tiền thưởng chỉ đủ để mua con xe tàn này, nhưng đối với họ miễn có chiếc Vespa đi đã là niềm hạnh phúc lớn rồi. Và thế là cả hai hỏi xin gia nhập đội của cô để thi đấu, nhưng mà đến xe đạp còn không biết đi thì lấy gì để thi. Rồi Julia hướng dẫn cách đạp xe nhưng cũng chẳng ăn thua, toàn té sấp mặt làm cô nghĩ hai thằng này trên trời rơi xuống hay gì mà nhìn ngáo ngơ thế không biết. Sau đó Luca cũng tiết lộ lý do vì bị ba mẹ ép buộc đi nghĩa vụ nên cậu đã bỏ trốn tới thành phố này. Nghe vậy Julia cũng thương tình đồng ý giúp họ tập luyện và cho ở nhờ. Cô mang họ về nhà và giới thiệu với ông bố Massimo. Vừa thấy ông ta, Alberto nhanh nhẩu giao tiếp bằng câu xin chào đồ ngu thì cũng may Luca ngăn cản kịp thời, không thì toang rồi. Ông bố cô giới thiệu là một tay đánh cá cừ khôi và chuyên đi săn lùng những thủy quái ngoài đại dương. Vừa nghe xong, cậu phọt hết nước vào mặt Alberto khiến cậu ta dần hiện nguyên hình. Nhưng cũng may Luca lao kịp thời, không là lên dĩa hết hai đứa, nhưng bị con mèo nó mè nãy giờ rồi, nhìn cũng hơi sợ sợ. Đến bữa ăn thì không biết dùng nĩa ngồi bốc tay ăn như chết đói, đến nơi làm ông bố nghi ngờ bọn này mới trốn chạy ra. May là Julia giải thích đây là bạn cùng lớp đến tập luyện cho cuộc thi sắp tới. Ông bố nói cô không thể tham gia cuộc thi năm nay vì gia đình không đủ kinh phí và gần đây không đánh bắt được nhiều cá hơn trước. Lúc này hai người nói họ biết chỗ có nhiều cá qua lại và sẽ giúp ông đánh bắt thu hoạch được nhiều cá, và ông cũng chấp nhận. Rồi cô chuẩn bị cho họ một cái khách sạn nghìn sao xịn sò trên cây tha hồ mà ngủ. Lúc này bố mẹ Luca cũng tới thành phố trên đất liền để tìm con. Vừa lên bờ ông bố biến thành người khiến bà mẹ lao vào và tới tấp một hồi mới nhận ra chồng mình. Phía này hai người ngủ dậy sau một đêm trời mưa khiến nước làm họ hiện nguyên hình, khiến tình thế lúc này khá nguy hiểm, nhưng cũng may nhanh chân trốn kịp rồi lau sạch nước trên người. Nhưng lại bị con mèo nhìn thấy thử hỏi con này mà nói được thì có chuyện vui để xem. Sáng sớm cũng là lúc họ chuẩn bị đi đánh cá nhưng thấy hai đứa này cứ ăn hại kiểu gì ấy. Nhưng thật ra họ chỉ giả ngu thôi, mới một buổi về đã chất đầy cá trên thuyền kỳ này tha hồ có tiền đăng ký thi, còn bố mẹ Luca khi này cũng cải trang vào được trong thành phố. Thấy một cậu bé đang ngồi, ông bố lanh chanh chạy ra bảo cái gì mà mày không thoát được đâu con trai à, rồi quăng thằng nhỏ xuống nước bất về nhà. Thì ra đây là con nhà người ta không chạy lẹ, mẹ nó tới thì toang. Bà mẹ nói đừng lo, em biết cách tìm ra con thì ối rồi ôi luôn, như này tìm tới mai. Lúc này đội của Julia đi đăng ký dự thi giải bát hương vàng thì gặp nhóm của Econ cũng có mặt tham gia. Thấy Luca và Alberto thì tên này lại cười nhạo sỉ nhục nói hai cậu là mấy cái thằng nhà quê các kiểu, rồi còn đòi thu tiền bảo kê nữa mới khốn nạn chứ. Hai bên đang chửi lộn thì Luca châm vô thêm câu ông này có hai cái ria mép nhìn như con cá chê mặt ngáo, khiến tên Econ quê muốn đội quần, rồi hắn đe dọa sẽ hạ gục cậu trong cuộc thi sau đó bỏ đi. Julia bắt đầu tập luyện cho họ từ việc ăn mì cho đến đạp xe leo dốc. Cứ mỗi lần tập luyện là Econ lại xuất hiện với cái bản mặt cá chê thấy ghét của hắn. Cay quá cậu lao xuống theo nhưng lại ngáo ngơ bóp phanh giữa chừng cái kết là người và xe mỗi thứ một nơi. Lúc này bố mẹ Luca vẫn đang tìm con thì vô tình phát hiện một sáng kiến hay, giả vờ đá bóng rồi lần lượt đẩy hết mấy đứa nhóc vào hồ nước rồi ông bố lại kiểm tra. Nhưng mà kiểm tra kiểu này thì nhìn nó cứ bạo lực thế nào ấy, như này mà bố mẹ chúng nó ra thì toang. Lúc này Luca nhận ra bố mẹ đang tìm mình nên bắt đầu lo sợ các thứ. Tối đến cậu và Julia tâm sự với nhau về cuộc thi, sau đó cô dẫn Luca tham quan thành phố về đêm, rồi cho cậu xem kính thiên văn để có thể ngắm nhìn những vì sao và các hành tinh ngoài vũ trụ. Nhìn thấy những điều xa xôi khiến cậu tưởng tượng đến những vùng đất mới và học được nhiều điều thú vị. Cô đã dạy Luca học được nhiều kiến thức bổ ích khiến cậu rất hứng thú và càng muốn tiếp tục học hỏi thêm nhiều điều hay. Ngày ngày Luca đều cố gắng luyện tập thật chăm chỉ để chuẩn bị cho cuộc thi. Lúc này đang đi dạo thì Luca vô tình gặp bố mẹ và bị họ phát hiện. Cậu nhanh trí dễ lối tắt cắt đuôi, hai người cuối cùng cũng thoát được. Khi đến con dốc lại làm Luca ám ảnh không dám xuống. Thế là Alberto lại giành cái xe rồi bảo để anh mày thể hiện. Cho cậu này cầm lái là thấy tương lai không biết đi về đâu. Họ lao xuống dốc với tốc độ bàn thờ cứ thế này chắc đáp chiếu sớm. Sau đó đâm vào lan can lộn cổ hết xuống nước. Lúc này Luca giận chửi Alberto một trận kết tội bày ra mấy cái trò chạy xe như thằng ngáo ngơ khiến cả hai suýt chút nữa thì ngủ. Luca không muốn chiếc Vespa nữa, thay vào đó cậu muốn được đến trường học nhiều điều mới. Hai người xảy ra tranh luận rồi lao vào nhau tương tác một lúc thì Julia cũng tìm thấy họ. Alberto không kiềm chế được liền nhảy xuống nước và hiện nguyên hình, khiến Julia hoảng sợ vì tận mắt chứng kiến thủy quái đại dương. Lúc này trong cơn rối trí Luca đã bán đứng bạn mình rồi xua đuổi cậu đi khiến Alberto ngỡ ngàng bỏ đi trong đau đớn. Khi này về Julia cũng đã nghi ngờ nên hất nước vào người cậu khiến đôi tay hiện nguyên hình. Julia không tin vào mắt mình sau đó đuổi cậu đi và khuyên không nên trở lại để bảo đảm an toàn cho cậu.
Khi này quay về xin lỗi Alberto thì cậu ta đang cảm thấy tuyệt vọng và không còn muốn nghĩ đến chiếc Vespa nữa. Rồi cậu nói cũng không muốn làm bạn với Luca vì nghĩ cả hai không hợp nhau. Lúc này Luca bỏ đi và nói sẽ cố gắng giành được giải thưởng để sửa chữa lỗi lầm mà mình gây ra. Cuối cùng cuộc thi bát hương vàng cũng được diễn ra và Luca cũng có mặt để ghi danh. Cậu xuất hiện với bộ đồ lặn trong khi người ta thì mặc đồ bơi mới là đời. Cuộc đua bắt đầu, cậu liền bị bỏ lại phía sau. Đang đi dưới nước thì cái mũ vỡ kính khiến nước tràn vào bộ đồ. Lúc lên bờ thì nhanh trí thụt cái đầu lại rồi mò mẫm dưới bản hóa trang lại tiếp tục cuộc thi. Lúc này thấy Julia tiếp tục dẫn đầu khiến Econ bắt đầu chơi ăn gian rồi đuổi theo sau. Còn Luca cũng ăn xong nhưng lại xuất phát cuối cùng và lúc này trời cũng sắp có mưa lớn. Tuy đi sau cùng nhưng cậu lại vượt qua mọi người rồi bắt kịp hai người đang dẫn đầu. Econ đang mải cà khịa Julia thì để Luca vượt lên lúc nào không hay. Đúng là ông trời rất thích trêu đùa lòng người, gần tới đích rồi thì lại đổ mưa xuống mới chớ trêu cho thằng nhỏ. Cũng may lúc này Alberto xuất hiện kịp thời mang theo cây dù. Tên Econ chơi dơ đạp ngã làm văng cây dù khiến cậu bị lộ nguyên hình. Rồi Alberto hy sinh thân mình để cứu cậu khiến Luca không khỏi xúc động. Dùng hết lòng can đảm không sợ gì lao xuống giải cứu Alberto. Tên Econ cầm vũ khí quyết truy đuổi họ tới cùng. Luca nhanh trí băng xuyên cả nhà rẽ đường tắt để cắt đuôi tên Econ. Lúc này Julia cũng có mặt hỗ trợ bọn họ. Đúng lúc hắn đang định tung đòn kết liễu thì Julia nhân cơ hội liều mình tông vào hắn khiến cả hai ngã sấp mặt trên đường. Thấy vậy Luca quyết định quay xe trở lại giúp đỡ cô. Khi này thấy thủy quái nên mọi người cũng bắt đầu bao vây bọn họ lại. Ông Massimo lúc này cũng đứng ra bảo vệ họ và giải thích với mọi người đây là những người bạn tốt bụng không có ý định làm hại đến ai. Và đặc biệt họ là những người chiến thắng cuộc đua, bằng chứng là chiếc xe đã cán qua vạch đích. Sau đó người dân cũng đã công nhận những sinh vật đặc biệt này, còn tên Econ cứ làm nhàm bị hai đứa đàn em cay bữa giờ quăng xuống hồ cho uống nước. Bố mẹ Luca cũng tìm đến để chúc mừng cậu và cuối cùng chức vô địch giải bát hương vàng cũng thuộc về Luca và Alberto. Sau đó họ dùng số tiền thắng giải mua được một chiếc Vespa cả tàn nhưng rất hạnh phúc. Cuối phim Luca được gia đình đăng ký lên đường đến trường học như mong ước của cậu. Dù phải xa gia đình và người bạn Alberto nhưng những kỷ niệm đẹp mà họ trải qua sẽ được lưu giữ và nhớ mãi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy like và nhấn đăng ký để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!